Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện tôi đang đứng tại khách sạn Mai Sơn, có địa chỉ tại 244 đường Nguyễn Trãi, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang của tỉnh Tuyên Quang. Một trong những địa điểm lưu trú uy tín và nổi tiếng nhất tại Tuyên Quang. Để kiểm nghiệm kết quả hoạt động của thiết bị xử lý nước cứng, xử lý nước đá vôi Active Flow tại đây sau một thời gian sử dụng. Kính thưa quý vị và các bạn, trên thực tế, tại mảnh đất Tuyên Quang này, các hộ dân và các cư dân ở đây thường xuyên gặp phải các vấn đề về nước cứng. Do vậy, nỗi trăn trở về việc xử lý nước cứng không chỉ là nỗi đau đầu riêng của khách sạn Mai Sơn, mà đó còn là sự quan tâm của tất cả những cư dân sinh sống tại đây. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào trong khách sạn Mai Sơn để cùng nhau kiểm nghiệm kết quả hoạt động của thiết bị xử lý nước cứng Active Flow sau một thời gian lắp đặt tại đây nhé. Xin giới thiệu tới quý vị và các bạn, đây là anh Hồng, là chủ của khách sạn Mai Sơn. Chào xin em. Chào anh, rất vui gặp lại anh. Thì hôm nay bên em có xuống đây để trước hết là thăm khách sạn Mai Sơn của nhà mình. Thứ hai là bên em muốn xuống để kiểm nghiệm về sản phẩm Active Flow đã lắp đặt tại đây. Sản phẩm Active Flow đã lắp đặt tại đây được một thời gian rồi. Vậy anh có thể sẵn lòng để chia sẻ các thông tin về kết quả sử dụng của Active Flow đến cho quý vị khán giả có thể biết được không ạ? Nhất trí, xin vui vẻ chia sẻ với các bạn. Vâng, thì anh Hồng có thể cho biết thêm thông tin là trước khi sử dụng cái thiết bị Active Flow này thì các thiết bị nhà mình gặp tình trạng hay là gặp sự cố như thế nào không ạ? Trước khi mình sử dụng cái thiết bị Active Flow ấy thì cái hệ thống nước tại Tuyên Quang nó là hệ thống nước cứng, rất nhiều đá vôi, cho nên là trong cái sinh hoạt hàng ngày các thiết bị vệ sinh của mình gặp rất nhiều khó khăn cho cái việc mà cho nhân viên để tẩy cọ rửa. Ví dụ như trên các thiết bị sen, vòi, chậu và bồn tắm là sau khi sử dụng xong thì cái nước vôi nó bám ở trên cái bề mặt rất nhiều, cho nên là gây khó khăn cho nhân viên về cái việc cọ rửa. Vấn đề thứ hai là cái hệ thống bình nóng lạnh, khi cái sợi đốt mà mình dùng điện đốt nóng lên ấy, thì những cái mảng bám nó bám trên cái sợi đốt nó dày lên được khoảng tầm 1 phân và nó gây khó khăn cho cái việc mà khi làm cái bình lâu nóng hơn và nó tốn cái điện năng cho mình nhiều hơn. Mình đã lắp thêm hệ thống thiết bị lọc thô ở trên đầu nguồn với một cái kinh phí tương đối lớn. Thế nhưng mà cái thiết bị lọc thô đấy chỉ cải thiện được một phần nào cho những cái mảng phù nề bám, chứ còn về cái hệ thống để xử lý đá vôi của mình thì không thể cải tạo được một chút nào hết. Thì sau khi em nghe được những chia sẻ của anh ấy thì em cũng cảm nhận được là những cái sự phiền toái của nước cứng nó đem lại cho bên nhà mình là rất lớn. Vậy cho anh có thể cho em biết là cơ duyên nào mà khiến anh có thể tìm hiểu được cái thiết bị này và đã mua hàng và đã sử dụng qua Pizitech đúng không ạ? Thực sự mà nói thì mình làm cái nghề khách sạn được 20 năm rồi. Thế như cái nguồn nước cứng tại Tuyên Quang thì luôn luôn lúc nào mình cũng bị mắc phải cái vấn đề về đấy mà mình không có cách nào xử lý được. Thì mãi sau này về cái hệ thống 4.0 của xã hội phát triển lên cộng với cái quảng bá của khách sạn của mình thì rất là vô tình có một vị khách người nước ngoài, thì sau đó là mình mới biết là vị khách này là quốc tịch là nước Anh và có đến nghỉ tại khách sạn mình và sử dụng nguồn nước, và sau đó là người ta phát hiện ra cái nguồn nước của mình có nhiễm đá vôi và người ta hướng dẫn mình là giới thiệu cho mình đến một cái công ty và có một cái sản phẩm như thế này, sau khi mua về để lắp đặt vào thì nó sẽ có tác dụng để xử lý cái nguồn nước đá vôi, và sau đó là mình đã lên mạng và tìm đến công ty Pizitech và được Pizitech quảng bá và rất nhiệt tình trong cái việc hướng dẫn sử dụng và cách lắp đặt.
và mình đã mua về để mình lắp đặt thử. Vâng, thì cũng nói thêm một thông tin với anh ấy, thì là Active Flow là một sản phẩm của Inta Anh Quốc. Thì ở bên nước Anh thì người ta cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rất là nhiều. Thì ở Việt Nam thì cũng đã có những sản phẩm tương đương như thế này, nhưng mà sản phẩm dùng công nghệ điện phân của Inta Anh Quốc thì hiện tại đang chỉ có mình PCTech cung cấp. Và Inta Anh Quốc đã cấp rất nhiều, tức là ở nước Anh ấy, thì người ta cũng đã dùng rất nhiều các sản phẩm này rồi, thì nên người ta biết, dân ở đây người ta biết. Và PCTech hiện tại đang là một đơn vị phân phối trực tiếp từ của hãng Inta, thì nên là rất may mắn, thì cũng là một cái cơ duyên thì cho bên anh và bên em có thể gặp được nhau qua vị khách đó. Thì bên anh đã sử dụng được cái mặt hàng Active Flow do bên em cung cấp. Vậy anh có thể cho em hỏi một thêm chút nữa là cái thiết bị Active Flow ấy, thì tính đến thời điểm này thì bên anh đã lắp đặt được trong khoảng bao nhiêu lâu rồi không ạ? Từ khi mình liên hệ được với PCTech là mình đã mua được thiết bị về và lắp đặt vào, cho đến bây giờ là đã được tròn 4 tháng. 4 tháng rồi. Vậy anh có thể chia sẻ xem là trong quãng thời gian 4 tháng đấy thì cái thiết bị Active Flow nó đem lại những cái lợi ích hoặc là những cái hiệu quả như thế nào đến với hệ thống nhà mình được không ạ? Để trả lời cho câu hỏi này, xin mời tất cả các bạn sẽ cùng mình đến cái căn phòng mà trước khi mình lắp đặt mà mình đã quay, đã chụp lại trong thực tế, và đến bây giờ sau 4 tháng sử dụng thì mình sẽ kiểm nghiệm lại cái chất lượng nước của mình sau 4 tháng sử dụng xem nó như thế nào. Xin mời các bạn. Sau 4 tháng khi tôi lắp cái thiết bị Active Flow thì tôi có kiểm tra lại toàn bộ hệ thống đường nước và những thiết bị sử dụng của tôi, thì là thấy tác dụng của nó, cái thứ nhất là hệ thống bình nóng lạnh là sẽ không còn cặn bám ở trên những sợi đốt, và những cái sen, vòi, chậu và những thiết bị vệ sinh của tôi là trước đây nó bám rất nhiều, nhưng đến bây giờ là tự nó đã bong ra, mình chỉ cần dùng cái khăn lau hàng ngày, lau vệ sinh nhẹ là đã sạch sẽ hết. Vấn đề thứ hai là cái thiết bị Active Flow rất nhỏ gọn, lắp đặt dễ. Và qua quá trình sử dụng đấy thì là không phải bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị, mà mình chỉ có lau chùi những cái thiết bị của mình hàng ngày thôi. Và cái thời gian để tác dụng phân hủy cái nước đá vôi đấy thì theo mình biết được là được từ 20 đến 30 năm. Vấn đề thứ ba là hệ thống sau khi lắp đặt được cái hệ thống Active Flow đấy thì bản thân tôi nhận thấy rằng là khách sạn đã tiết kiệm được rất nhiều những cái điện năng, ví dụ như cái hệ thống bình nóng lạnh trước đây là cái mảng vôi bám trên cái sợi đốt của xanh mai so đấy, nó dày khoảng tầm độ 5 ly đến 1 phân, cho nên là phải bật bình nóng lạnh khoảng tầm 30 phút mới đủ nhiệt, như bây giờ là nó đã bong ra hết thì chỉ trong vòng khoảng tầm 15 phút là đã đủ được cái nhiệt nước đấy. Có thể nó nói tiết kiệm được điện năng cho khách sạn, với một khách sạn lớn như chúng tôi là khoảng từ 5 đến 70 phòng thì cái sự tiết kiệm điện năng là rất là lớn. Vâng, thì quý vị và các bạn có thể thấy đây, các thiết bị vệ sinh sau một thời gian sử dụng đã được sạch cặn vôi và không có những cặn vôi bám vào. Những thiết bị này trước kia nó bị nước cứng bám vào, nhìn trông rất là khó coi, nhưng sau khi dùng thiết bị Active Flow nó đã được sáng bóng trở lại, các thiết bị cũng dễ dàng được tẩy rửa hơn. Tôi cũng xin lưu ý với quý vị và các bạn rằng thiết bị Active Flow không phải thiết bị lọc nước cứng. Thiết bị này sử dụng công nghệ điện phân để chuyển hóa canxi magie thành một dạng aragonite mềm hơn, tránh bám vào các bề mặt sản phẩm nên dễ tẩy rửa hơn. Nếu quý vị và các bạn lắp sản phẩm này và không tiến hành lau chùi thiết bị thì vẫn sẽ có những vệt trắng mờ trên bề mặt, nhưng đó là bình thường bởi vì khi đó aragonite bị khô đi, nhưng khi lau chùi sẽ dễ dàng và nó sẽ không có khả năng làm hỏng hóc thiết bị. Quay trở lại với khách sạn Mai Sơn, thì anh Hồng, anh có thể vui lòng dẫn bên em đi đến nơi mà vị trí lắp đặt thiết bị Active Flow để có thể đem đến cho quý vị khán giả một cái nhìn trực quan nhất về sản phẩm này được không ạ? Vâng, xin cảm ơn anh. Vâng, xin mời anh. Vâng.
Kính thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn có thể thấy đây chính là thiết bị xử lý nước cứng Active Flow đã được lắp đặt vào trong hệ thống của khách sạn Mai Sơn của anh Hồng. Thì chiếc thiết bị xử lý nước cứng Active Flow này được lắp đặt vào đường ống nhựa có kích thước D34 và được lắp ngay sau bơm trước bể chứa. Nó có giá trị lưu lượng để tối ưu hóa cho khả năng xử lý nước cứng là từ 2,7 đến 4,4 mét khối trên giờ. Cũng qua thông tin mà anh Hồng, chủ khách sạn Mai Sơn Tuyên Quang đã cung cấp, thì hệ thống mà khách sạn đang sử dụng cung cấp một lượng nước khoảng 10 mét khối trên ngày để cung cấp cho toàn bộ khách sạn Mai Sơn. Trước khi lắp đặt thiết bị Active Flow, các bể nước, bình thái dương năng cũng như bình nóng lạnh bị bám rất nhiều mảng bám canxi. Theo nguyên lý hoạt động của thiết bị xử lý nước cứng Active Flow, sau khi lắp đặt sau một thời gian khoảng 6 đến 8 tuần thì nó sẽ làm cho các mảng bám tự động bị bong ra. Bây giờ tôi sẽ nhờ anh Hồng tháo thử một chiếc bình nóng lạnh ra để kiểm nghiệm thực tế sau một thời gian sử dụng thì thiết bị Active Flow đã làm được những gì á. Được, đất nó khác, đất nó dễ vặn hơn. Đây, chất lượng sau 5 tháng sử dụng đây. Biết được xem này, bôi bám. À, không bám thật. Không bám tí nào. Không bám, không bám, không bám tí nào luôn, đúng không? À, thế là được đấy chứ, đúng không? Đấy, không. Như quý vị và các bạn có thể thấy, khi tháo bình nóng lạnh ra thì các mảng bám trước đó ở trên dây may so đã hoàn toàn bị bong ra. Bẩn bên trong thôi, đúng không? Cái bẩn cũ rồi. Đây, những cái bẩn cũ bên trong thôi, đây là những cái này là vết kia là vết dính cái cũ rồi. Vết dính những cái cặn vôi cũ nó dính ở đấy thôi. Gần như là không bám tí nào, đúng không? À. Như thế này là thành công đấy, đúng không? Thế là thành công đấy. Đây là ổn đấy. Còn cái cũ thì trong đầy. Đúng rồi. Đây mới đổ ra rồi nào, đổ cái cũ lên. Cũ còn một bài. Nó không dính này là. Ừ. Tức là 28 tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8. Bên trong bình nước, các mảng bám cũng bị bong ra, không còn mảng bám vào thành bình nữa. Thế để thấy rằng, trước đó khách sạn đã phải chịu những tổn thất không nhỏ về năng lượng chỉ bởi do nước cứng. Vậy nên, chúng ta có thể thấy rằng, việc sử dụng thêm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow cho hệ thống nước thực sự là việc cần thiết để sở hữu được một nguồn nước đảm bảo và tốt hơn. Vâng, thưa anh Hồng, thì với những gì mà sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow đã làm được cho hệ thống của khách sạn nhà mình, thì anh có cảm thấy hài lòng về thiết bị này không ạ? Anh hài lòng chứ, bởi vì trước đây là cái sản phẩm nước cứng của anh ở tại khách sạn Tuyên Quang này là mình dùng nước đá vôi nó rất nhiều, mà bây giờ sau khi mình sử dụng cái sản phẩm này rồi qua 4 tháng sử dụng là anh cảm nhận được rằng nó không còn cái vôi bám ở trên những cái thiết bị vệ sinh của mình nữa, cũng như là quan trọng nhất là của cái bình nóng lạnh mà khi anh đã kiểm tra rồi thì bây giờ nó không còn nữa. Thì trước đây là mình cứ một năm hoặc là một năm hoặc hai năm thì đấy mình phải bảo dưỡng, thì đến bây giờ mình không phải bảo dưỡng nữa mà sử dụng muôn đời luôn, không cần phải làm cái gì nữa, luôn luôn lúc nào nó cũng sạch. Mình đã đỡ được một cái điện năng rất là nhiều rồi, mà cũng đỡ được cái tiền chi phí để bảo dưỡng rất nhiều. Tại sao lại không hài lòng với sản phẩm này nhỉ? Bên em cũng rất vui vì cái sản phẩm này cũng đã giúp cho bên anh cải thiện được đáng kể về cái chất lượng nước ở tại khách sạn nhà mình. Vậy anh có lời khuyên gì hay có cái kinh nghiệm gì có thể chia sẻ tới quý vị khán giả để sau này có những quý vị khán giả dùng để sử dụng được hiệu quả, phát huy được tối đa khả năng của cái thiết bị Active Flow? Theo mình nghĩ thì với những cái khu vực mà sử dụng cái nước cứng này thì nên sử dụng cái sản phẩm Active Flow, bởi vì cái sản phẩm nó nhỏ gọn, dễ lắp đặt và cái hiệu suất xử lý nước cứng của nó rất là tốt. Đấy. Nếu như mà những cái khu vực nào mà có cái sản phẩm nước cứng đá vôi thì nên sử dụng cái sản phẩm này. Như trước đây mà tôi chưa sử dụng cái sản phẩm Active Flow thì toàn bộ cái hệ thống bình nóng lạnh của tôi bị vôi bám trên cái sợi đốt nó rất là nhiều, rất là dày. Khi chúng tôi bật cái bình nóng lạnh lên phải tầm độ
25 đến 30 phút thì mới đủ nhiệt độ nước để cho khách sử dụng. Như bây giờ sau khi mình đã sử dụng rồi thì cái mảng bôi bám trên cái sợi đốt đã nó bong ra, thì tôi chỉ cần bật điện lên khoảng tổng độ từ 10 đến 15 phút đã đảm bảo cái nhiệt độ cho nước nóng cho khách sử dụng rồi. Và cái thứ hai nữa, toàn bộ cái khách sạn của tôi là từ 5 đến 70 phòng với một cái lượng điện để sử dụng cho 5-70 cái bình nóng lạnh như thế thì nó hạn chế được rất nhiều những cái điện năng cho khách sạn của chúng tôi. Thế là tiết kiệm được rất nhiều điện năng đúng không ạ? Đúng rồi, chính xác. Đấy, vậy thì anh có gì có thể chia sẻ về quá trình mà lắp đặt thì phải lắp đặt nào cho chuẩn để quý vị khán giả về sau có thể lắp đặt được chuẩn để sử dụng và có những trải nghiệm rất là tốt như bên anh đúng không ạ? Thực sự mà nói thì tôi cũng là những người nông dân thôi, là người đầu tiên để sử dụng sản phẩm này. Thì như cái nhà sản xuất và cái nhà phân phối đã quảng cáo cái sản phẩm và hướng dẫn lắp đặt rất nhiệt tình, rất là cẩn thận. Cho nên là với bản thân tôi là những người mà không có cái kinh nghiệm về điện, về nước này mà chúng tôi có thể lắp được. Nhưng cũng xin nói lại với tất cả những cái người sau này sử dụng với những sản phẩm nó chỉ nhỏ bằng cổ tay, và cái hướng dẫn sử dụng ở trên cái thiết bị đấy nó có một cái chiều mũi tên đi lên đi xuống, nó dài khoảng tổng độ 20 phân này. Mình cứ lắp đúng cái thiết bị đấy vào đúng cái chiều của nó và xin cái dòng nước đi qua nó với đảm bảo một cái lưu lượng mà nhà sản xuất đã yêu cầu. Ví dụ như của khách sạn của chúng tôi là cái lượng nước là 4 mét khối trên giờ, thì tôi phải chọn cái sản phẩm, cái min nhỏ nhất là 2,7 và max là 4,4. Thì cái lưu lượng đấy thì nó mới đảm bảo được cái nguồn nước sau đó đi qua nó mới xử lý được tốt được. Vâng. Thì cũng xin đính chính lại, cũng xin nói thêm về cái ý này của anh Hồng. Thì khách sạn nhà anh Hồng sử dụng máy bơm nước có thể đưa được một lưu lượng nước là 4,4 mét khối trên giờ vào hệ thống. Và anh đã chọn một thiết bị xử lý nước cứng Active Flow có giải lưu lượng từ 2,7 đến 4,4 mét khối trên giờ. Cái mức lưu lượng 4 mét khối trên giờ của anh nằm trong giải sản phẩm đó. Vậy nên thiết bị này đã hoạt động hoàn toàn hiệu quả để có thể xử lý được nước cứng cho khách sạn nhà anh Hồng. Vậy thì theo như em thấy thì có vẻ như anh đang rất tâm đắc về cái sản phẩm này. Vậy theo quan điểm của anh thì anh có tiếp tục sử dụng sản phẩm này cho những dự án tiếp theo của anh không? Khi tôi nhận sản phẩm Activeflow về, tôi thấy cái sản phẩm là rất nhỏ gọn, nó chỉ bằng cổ tay, nó dài khoảng tầm 20 phân này thôi. Như cái giá thành của nó rất là cao. Thực sự mà nói thì tôi nghĩ là tôi đang đánh một cái canh bạc. Như sau khi về lắp vào cái hệ thống khách sạn của chúng tôi và qua 4 tháng sử dụng thì tôi tháo hệ thống bình nóng lạnh của chúng tôi và kiểm tra các thiết bị vệ sinh của chúng tôi ra, thì tôi thấy cái hiệu quả tác dụng nó ngoài cái sự mong đợi. Thực sự mà nói thì tôi như là một người bắt được vàng, bởi vì cái hiệu quả nó quá vượt cái sự mong đợi của chúng tôi. Khi lắp cái sản phẩm này thì tôi nghĩ không phải là tôi tâm đắc mà với tất cả mọi người đã sử dụng sản phẩm này đều tâm đắc, bởi vì nó đã một cái sản phẩm rất nhỏ gọn mà lưu lượng nước chỉ cần chạy qua đấy là đã giải quyết được toàn bộ những cái mà mình chăn trở bao nhiêu năm nay rồi. Thì tại sao mà ta lại không tâm đắc lên đến cái sản phẩm này? Vấn đề thứ hai nữa là không những là tôi đã sử dụng sản phẩm này rồi, cái như nhà sản xuất nói là đã tác dụng nó được khoảng từ 20 năm đến 30 năm rồi, thì chắc chắn rằng là cái sản phẩm này của tôi sẽ đi luôn cùng với công trình và kể cả bạn bè của tôi. Nếu như sau này mà ở những cái vùng nước cứng, tôi sẽ sẵn sàng giới thiệu cho các bạn bè của tôi để biết đến những cái sản phẩm như thế này, để sử dụng sản phẩm như thế này. Vâng, rất là cảm ơn anh vì những chia sẻ về trải nghiệm thực tế trong vòng 4 tháng sử dụng thiết bị xử lý nước cứng Active Flow do PGTech cung cấp. Bên em cũng rất là vui vì thiết bị mà bên em cung cấp đã hoạt động đúng theo yêu cầu của bên anh, đã xử lý được nước cứng cho bên anh để sử dụng nước một cách hiệu quả. Rất cảm ơn công ty PGTech đã có một cái sản phẩm mà đem đến được cho người tiêu dùng một sản phẩm rất là tốt, và cũng mong muốn làm sao công ty giới thiệu quảng bá rộng hơn nữa và có những cái sản phẩm tốt hơn nữa để đến được tay những người tiêu dùng để sử dụng được cái nguồn nước sạch. Vâng, thay mặt công ty thì em cũng xin cảm ơn anh. Thì rất cảm ơn anh, một lần nữa cảm ơn anh vì hôm nay đã có những cái chia sẻ về trải nghiệm sử dụng thiết bị xử lý nước cứng Active Flow. Và xin cảm ơn anh. Hôm nay PGTech theo lời mời của anh Hồng, chủ khách sạn Mai Sơn, một khách sạn với tiêu chuẩn 3 sao tại thành phố Tuyên Quang, đã đến đây
để kiểm nghiệm về sản phẩm thiết bị xử lý nước cứng Active Flow đã được PCTech cung cấp đến khách sạn Mai Sơn và đã được sử dụng trong thời gian 4 tháng. Chúng tôi rất vui mừng vì sản phẩm đã và đang hoạt động tốt và nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía chủ khách sạn. Mảnh đất Tuyên Quang anh hùng, nơi gắn liền với khu di tích lịch sử Gốc Đa Tân Trào, gồm có các di tích như Lán Nà Lừa, Đình Tân Trào, Cây Đa Tân Trào, Đình Hồng Thái, Đền Hạ Tuyên Quang, Thờ Mẫu Thượng Ngàn là một trong những di tích quốc gia. Các thắng cảnh tuyệt đẹp như Hồ Na Hang, Thác Mơ, Thác Bản Ba, v.v. là những điểm tới thú vị của mảnh đất này. Nếu các bạn có tới Tuyên Quang tham quan, công tác hoặc nghỉ dưỡng, hãy tới với khách sạn Mai Sơn Tuyên Quang. Khách sạn Mai Sơn Tuyên Quang được chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor đánh giá rất cao bởi chất lượng dịch vụ và có rất nhiều nhận xét tích cực và đề xuất từ phía khách hàng quốc tế. Nếu quý vị và các bạn có gặp phải các vấn đề tương tự về nước cứng như khách sạn Mai Sơn đã gặp phải, quý vị và các bạn hãy liên hệ với công ty PCTech để nhận được những tư vấn chi tiết về các loại thiết bị xử lý nước cứng Active Flow của hãng Inta Anh Quốc. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website www.pctech.com.vn hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email sales@pctech.com.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng 0962 875 986 để nhận được những tư vấn chi tiết về sản phẩm với những dịch vụ ưu đãi nhất. Ngoài ra, quý vị và các bạn hãy like và chia sẻ video này. Đừng quên subscribe ngay kênh YouTube của PCTech, đăng ký nhận thông tin để không bỏ lỡ những video mới nhất của PCTech giới thiệu về những sản phẩm kỹ thuật và xem những video trải nghiệm về những sản phẩm mà chúng tôi đang cung cấp. Xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.